viên U23 Việt Nam muốn quên trận đấu, không hài lòng với một cầu thủ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và huấn luyện viên Christopher Pedimon đã có những chia sẻ sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng C, giải U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra tối ngày 22 tháng 8. Trước trận đấu, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ U23 Philippines. Trên thực tế, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt và chơi khá sắc sảo. U23 Việt Nam có khởi đầu khá suôn sẻ khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 18 với pha phối hợp và dứt điểm đẹp mắt của tiền đạo Nguyễn Hữu Tuấn. Tuy nhiên, trong hơn 70 phút còn lại của trận đấu, U23 Việt Nam đã chơi khá bế tắc và không thể ghi thêm bàn thắng nào dù kiểm soát thế trận. U23 Việt Nam thắng chung cuộc 1-0 trước U23 Philippines và giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng C, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn không hài lòng với đội bóng của mình. Tôi muốn quên trận này đi để hướng tới vòng bán kết. Ở trận đấu này, U23 Việt Nam có 5 cầu thủ 18 tuổi và họ chưa tổ chức tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cho họ cơ hội. Ở hiệp 2, đã có những va chạm giữa các cầu thủ, tôi cũng không hài lòng về điều này, vị huấn luyện viên người Khánh Hòa bày tỏ. Trước câu hỏi của phóng viên về màn trình diễn của một vài cá nhân, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, về Long Vũ, tôi hài lòng. Cậu ấy mới 17 tuổi, chơi như vậy là tốt rồi. Vũ còn rất trẻ. Tôi đã nói với cầu thủ là sẽ cho họ cơ hội và nếu ai tận dụng được thì sẽ có tương lai. Với thủ môn Văn Chuẩn, cậu ấy là thủ môn thứ 3 của Hà Nội, vì ít được thi đấu nên giờ có thể mắc lỗi. Tôi nghĩ Chuẩn sẽ tốt dần lên và thể hiện tốt ở những trận tới. Trong đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặc biệt lưu ý đến Nguyễn Văn Trường. Sau khi vào sân, tiền vệ này đã không giữ được cái đầu lạnh trước những pha vào bóng ác ý của cầu thủ đối phương. Với Nguyễn Văn Trường, tôi đã nói với trọng tài rằng tôi muốn thay cậu ấy ra ngay. Tôi không hài lòng, vì bóng đá là đá bóng chứ không phải đánh nhau, ông Tuấn nhấn mạnh. U23 Malaysia là đội mạnh. Chúng tôi sẽ phân tích về đối thủ, nhưng điều quan trọng nhất là cầu thủ của tôi sẽ thể hiện ra sao. U23 Việt Nam cần phải nỗ lực hơn 100% khả năng để giành chiến thắng ở bán kết và tiến tới trận chung kết, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhận định về đối thủ ở trận bán kết của U23 Việt Nam. Phía ngược lại, huấn luyện viên Christopher Pedimon phát biểu, điều tích cực là chúng tôi đã chơi cố gắng đến phút cuối. Bài học này sẽ giúp các cầu thủ phát triển trong tương lai. Ở giải lần này, U23 Philippines mang đến nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có 6 cầu thủ U19. Chúng tôi muốn họ tích lũy kinh nghiệm và học hỏi thêm. Về đối thủ U23 Việt Nam, huấn luyện viên trưởng U23 Philippines nhận xét, Việt Nam đã thực hiện nhiều sự thay đổi so với trận đầu chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn Việt Nam, nhưng những phút chơi không tập trung đã dẫn đến bàn thua và không thể tìm kiếm được bàn gỡ. U23 Việt Nam là đội bóng mạnh và có cơ hội lớn để tiến tới trận chung kết của giải U23 Đông Nam Á 2023. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Malaysia cũng giành chiến thắng trước U23 Timor-Leste với tỷ số 3-1 và đi tiếp vào bán kết với vị trí nhất bảng B. Đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ có một ngày để nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Malaysia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 24 tháng 8. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.